Chào tất cả mọi người, hôm nay mình tham quan trải nghiệm tại khu du lịch Thung Nham Linh Bình. Hôm nay mình sẽ đầu tiên mình sẽ đi với hang Ông Bụt xem hang Ông Bụt sẽ có những gì nhé mọi người. Thì cái hang Bụt này nằm trong khuôn viên của khu du lịch Thung Nham Linh Bình. Thì nó đều nằm trong cái khuôn viên này hết nhé. Ở đây thì gồm có hang Ông Bụt, hang Cô Tiên và đảo chim. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan tất cả những cái nơi này trong vòng một ngày hôm nay nhé. Thì vé vào của khu du lịch này là 150.000, có đợt thì lên tới 250.000 tùy đợt nhé. Thì 150.000 này là đã bao gồm cả vé tàu, thuyền mình đi ra đảo chim và đi hang Ông Bụt. Thì bây giờ mình và mọi người cùng khám phá và trải nghiệm xem là hang Ông Bụt này có gì đặc sắc hay không nhé. Vâng, xin chào tất cả mọi người, hãy đi theo mình ngay bây giờ nhé. Ô, anh Điện Biên chắc phải xuống hôm qua nhỉ? Anh xuống từ hôm kia. Anh đi đến đi mất bao thời gian rồi đấy? Anh đi thì trên đấy ví dụ như tầm khoảng 9 giờ trên đấy đi thì tầm khoảng 5-6 giờ xuống tới đây. Rơi vừa tầm 8-9 tiếng đấy. Thực ra nó đi nhanh thôi nhưng mà nó xuống sớm cũng chả làm gì. Nó xuống sớm thì mình lại phải nằm trên xe nên nó căn thời gian tầm 7-8 giờ là nó xuống tới nơi. Có bạn ngoài này không? Có. Đấy hôm qua chơi. Đấy hôm qua chơi ở bên kia bên Celeste đấy, từ hôm qua giờ ông Dũng với ông tập ông cứ ông trêu mình ấy. Anh em để ý xem có Bụt đúng nhá. Tầm nay mà có cá sấu thì rồi xác định luôn. Nó đến mát thôi đi. Chung là núi đá vôi thì bao giờ cũng óng ánh rồi. Óng ánh thật đấy. Chết luôn. Sao đây? Đây là mù luôn. À, quả chuông này. Đấy. Chuông nhá. Bây giờ ra gõ là Bụt lên đấy. Ông ánh thật nhỉ. À, trước mặt mình đây là một... cái này trong mùa mưa nó họ không cho vào đâu nhỉ, mưa vào là ngập không vào được, mùa mưa thì chắc chắn là ngập rồi. Này đi xuyên núi luôn à chị hay là mình đi một vòng? Đi một vòng em ạ. À thế cái này có thiên xuyên ra mình đi không? Xuyên sang bên kia là động Thiên Hà có huyện Nho Quan, thôi sang bên trái có hình ông Bụt gọi là động Ông Bụt. À thì đây ông Bụt đây. Bụt đây. Thôi lên bên phải Bụt nhiều, nhiều vân rơi em ơi, bên phải. Đây, lên đây. À rơi lại, ôi ôi. Anh à, căng đấy. Chịu hội. Nó bay nó càng hôi. Thôi, đoàn này là chịu rồi. Thôi lên trước mặt bên trái có hình con voi quỳ áo bánh đấy. Ây da. Các kiểu, Nhưng Bụt kia giống thật. Ừ, đầu của nó ấy. Đúng rồi anh. Ừ, sao gió ừ, có luôn lộn lộn. Ui, rơi được bay kinh khủng. À, trong này có tiên cá hả chị? Có được bắt không chị? Có. À, có được bắt. Rơi lại, rơi, soi lên. Ui. Ôi. Trước em đi chở đi chiều tối mấy con lao vào ghê. Ở trong này thì các cô bắt rơi đẹp gì đâu? Không, các cô không sao bắt được. Rồi lên trên là có cái giếng tiên cổng trời, nhưng mà mình thấp xuống tí lần trước lên đi. Đấy. À đây à. Đấy cổng trời nhá. Cổng trời này như cổng này lên núi thôi. Đây à. À cái này cô lên trên là cô. Anh em mình chuẩn bị lưới chưa để bắt làm tiên cá nào? Đấy là trái đào trường sinh. À đây trái đào. Sao em có trường sinh không?
bầu sữa mẹ. Chắc đến đây là hết để làm. Nghe cái bầu sữa này hơi lạ nhỉ. Bầu sữa này. Đây. Bên phải mình quả chuông đồng bên phải. Bên phải cơ. Đây. Quay lại màu đồng. Đây. Đây là cái gì ạ? À? Đẹp. Cây kim cương ông anh. Lớp mặt mình đang xoay đấy gọi là tòa sen. Tòa sen như phần ngồi trên cao. Ngược lên là tòa sen như ý. Đây là hoa bên kia. Đấy bên trái là xoay gọi là hoa kim cương ông anh. Cũng nghịch lên một tí con ốc biển ông anh luôn đấy. Đây là đẽo biển đây. Đúng là chuẩn giống này. Đến đây là hết rồi đúng không ạ? Đến đây là hết rồi các bạn nhé. Cái hàng này chỉ dài đó khoảng 300 mét thôi. Thì đến đây là hết rồi thì mình sẽ là không có gì đặc sắc nữa. Ồ giống vết. Yeah, nhưng mà cũng là một cái trải nghiệm cho các bạn đến tham quan tại đây nhé. Và giờ anh em lại quay lại đi bắt rơi. Các bạn luôn, các bạn cứ đi thoải mái nhé.